Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3, sách Cánh Diều, bài 1. Rồi trong video hôm nay, các em sang phần bài đọc 4. Bài thơ Mùa Thu Của Em, tác giả Quang Huy. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Mùa thu của em là vàng hoa cúc, như nghìn con mắt mở nhìn trời êm. Mùa thu của em là xanh cốm mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Mùa thu của em rước đèn họp bạn, hội rằm tháng 8, chị Hằng xuống xem. Ngôi trường thân quen, bạn thầy mong đợi, lật trang vở mới, em vào mùa thu. Rồi tiếp theo là các em sang phần chú thích và giải nghĩa. Từ cốm trong bài thơ. Cốm tức là món ăn làm bằng thóc nếp non rang chín, giã sạch vỏ, có màu xanh và hương thơm. Cốm thường được gói trong lá sen. Chị Hằng tức là tiên nữ Hằng Nga, ở đây là chỉ mặt trăng. Rồi như vậy là dựa vào nội dung bài đọc, các em trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Những màu sắc nào được tả trong bài thơ gắn với mùa thu? Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em xem lại bài đọc và trả lời câu hỏi số 1 nhé. Rồi dựa vào nội dung bài đọc thì chúng ta tìm được những màu sắc trong bài thơ gắn với mùa thu. Đó chính là màu vàng của hoa cúc. Mùa thu của em là vàng hoa cúc và màu xanh của cốm mới. Mùa thu của em là xanh cốm mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Rồi như vậy là các em có thể trả lời câu 1 như sau. Những màu sắc được tả trong bài thơ gắn với mùa thu, đó chính là màu vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới. Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi số 2. Mùa thu có gì vui đối với các bạn nhỏ? Rồi các em bấm tạm dừng video và các em xem lại bài đọc và trả lời câu hỏi số 2 nhé. Rồi như vậy là dựa vào nội dung bài đọc thì chúng ta có thể tìm thấy niềm vui của các bạn nhỏ trong mùa thu. Đó chính là rước đèn họp bạn, hội rằm tháng 8, chị Hằng xuống xem. Như vậy là vào mùa thu, các bạn được rước đèn trong đêm hội trăng rằm tháng 8. Rồi ngoài ra thì các em biết mùa thu còn là mùa tựu trường. Ngôi trường thân quen, bạn thầy mong đợi, lật trang vở mới, em vào mùa thu. Mùa thu còn là mùa tựu trường thì các bạn nhỏ sẽ được gặp lại thầy cô bè bạn sau 3 tháng hè xa cách. Rồi như vậy là các em có thể trả lời câu hỏi số 2 như sau. Mùa thu, các bạn nhỏ được rước đèn họp bạn trong đêm hội trăng rằm tháng 8 rất là vui. Mùa thu cũng là mùa tựu trường, các bạn được gặp lại thầy cô, bạn bè sau 3 tháng hè xa cách. Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi số 3. Theo em vì sao tác giả đặt tên bài thơ là Mùa Thu Của Em? Rồi các em biết là tác giả đặt tên bài thơ là Mùa Thu Của Em vì các sự vật
sự việc được nhắc tới trong bài thơ đều gắn liền với những điều quen thuộc của các bạn nhỏ, như là rước đèn phá cỗ đêm trăng hay là tựu trường. Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi số 4. Chọn một khổ thơ em thích và cho biết vì sao em thích khổ thơ đó. Rồi trước hết là các em xem lại bài đọc. Các em chọn một khổ thơ mà em thích nhất. Và các em nhớ là giải thích vì sao mình lại thích khổ thơ đó nha. Thầy giáo ví dụ. Em thích khổ thơ thứ nhất. Mùa thu của em là vàng hoa cúc như nghìn con mắt mở nhìn trời em. Các em thích khổ thơ thứ nhất thì các em phải giải thích được vì sao em thích khổ thơ này. Rồi thầy giáo ví dụ, các em thích khổ thơ thứ nhất bởi vì khổ thơ này tác giả tả về mùa thu rất là đẹp. Mùa thu của em là vàng hoa cúc như nghìn con mắt mở nhìn trời em. Những bông hoa cúc vàng của mùa thu như hàng nghìn con mắt mở to nhìn lên bầu trời êm đềm. Rồi tác giả tưởng tượng ở đây mỗi bông hoa cúc là một con mắt và những cánh hoa cúc như là những mi mắt. Mùa thu của em là vàng hoa cúc như nghìn con mắt mở nhìn trời em. Rồi thầy giáo ví dụ, em thích khổ thơ 1 vì trong khổ thơ này tác giả tả mùa thu rất là đẹp. Những bông hoa cúc vàng như hàng nghìn con mắt mở ra nhìn lên bầu trời cao êm đềm. Rồi các em nhớ học thuộc lòng bài thơ nhé. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. Luyện tập 1. Viết tiếp vào vở câu dưới đây để liệt kê những hình ảnh quen thuộc của mùa thu. Mùa thu là mùa của những màu sắc đẹp. Màu xanh của bầu trời phải chấm ba chấm. Rồi các em viết tiếp. Rồi đây các em lưu ý là dấu hai chấm là báo cho người đọc biết là tác giả sắp liệt kê. Các em hình dung được chưa? Có thể liệt kê những sự vật hoặc là liệt kê những đặc điểm của sự vật. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. Rồi cụ thể thì các em có thể tham khảo câu sau. Mùa thu là mùa của những màu sắc đẹp. Hai chấm. Rồi dấu hai chấm này là báo hiệu cho người đọc biết. Tác giả sắp liệt kê. Sắp liệt kê cụ thể là liệt kê những đặc điểm của sự vật. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của cốm mới, màu vàng của hoa cúc và những chiếc lá trong vườn cây. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Đặt một câu sử dụng dấu hai chấm để liệt kê các hoạt động của thiếu nhi trong mùa thu. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục và so sánh xem là mình làm đã hoàn thiện hay chưa, có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không. Rồi cụ thể thì các em có thể tham khảo câu sau. Mùa thu, các bạn thiếu nhi thường rước đèn họp bạn, phá cỗ đêm trăng rằm, tựu trường đón chào năm học mới. Thì trong câu này, chúng ta liệt kê các hoạt động của thiếu nhi trong mùa thu như là hoạt động rước đèn họp bạn, hoạt động phá cỗ đêm trăng rằm và hoạt động tựu trường. Ở đây chúng ta có sử dụng dấu hai chấm để báo hiệu cho người đọc biết là chúng ta sắp liệt kê các hoạt động của các bạn thiếu nhi trong mùa thu. Các em hình dung được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều. Các em có thể vào trực tiếp
kênh Thành Đô Vlog để các em tìm nha. Rồi nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích, có thể thì các em hãy ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.